Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì theo cái mạch của chủ đề thì tôi vẫn tiếp tục cho với quý vị và các bạn cái vấn đề là có nên đồng tình hôn nhân đồng tính. Thì tôi thử một cái nghiên cứu giữa Việt Nam mình và Hoa Kỳ mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, thì sau khi search những cái thông tin chính thống trên đài truyền hình Việt Nam và cũng như một cái số cái nguồn tin chính thống ở Mỹ, ở Hoa Kỳ, thì tôi lại có cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, theo cái nguồn tin của VTV thì vào ngày 26 tháng 6 năm 2015 thì Tổng thống Barack Obama đã có cái quyết định ghi nhận cái hôn nhân đồng tính. Tối cao pháp viện chấp nhận cái hôn nhân đồng tính, tức là cái việc kết hợp giữa người nam và người nam, người nữ và người nữ. Quý vị và các bạn biết rồi, giống như những cái quy định luật được thông qua thì nếu trong trường hợp quy định của Việt Nam thì có 2/3 phải gọi là phải đồng tình, thì dĩ nhiên ở tối cao pháp Mỹ cũng có một cái tỷ lệ là không bỏ phiếu trắng, là không chấp nhận cái việc hôn nhân đồng tính. Thưa quý vị và các bạn, để mà phân tích thêm về hôn nhân đồng tính thì chúng ta phải biết rằng nếu trong trường hợp pháp luật của Hoa Kỳ công nhận cái hôn nhân đồng tính thì như vậy về những cái chế định về con nuôi, những cái trong cái giấy chứng nhận giấy khai sinh sẽ ghi cả họ và tên cha cũng là nam, và họ và tên mẹ cũng là nam. Và còn những cái chế định như là chia phân chia tài sản sau khi ly hôn và vấn đề con chung, thật sự thì ở Việt Nam mình chưa hề chấp nhận, quý vị và các bạn. Giống như những cái video phía trước thì tôi cũng đã phân tích cho quý vị và các bạn, theo điều 8 của luật hôn nhân và gia đình thì ở cái khoản 2 không chấp nhận, không, nhà nước không thừa nhận giữa những người cùng, không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới. Khi chúng ta biết rõ như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được và chúng ta sẽ làm theo quy định của pháp luật. Đặt vấn đề như vậy thì tại nếu như trong trường hợp hôn nhân đồng giới ở Việt Nam mà người ta cưới nhau qua cái tại ở cái nhà hàng, cưới nhau và làm lễ gia tiên khói ở trước cái bàn thờ thì như thế nào? Thì tôi sẽ quay lại cái điều chính của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quý vị và các bạn. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 nói rằng việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của luật này và pháp luật về hộ tịch. Nói năm nay chứ quý vị và các bạn, nguyên một cái cụm từ nó dài như vậy nhưng mà chỉ nói đúng một câu thôi. Hiện tại theo luật hôn nhân và gia đình thì việc kết hôn tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi một trong hai người có đăng ký hộ khẩu thường trú. Vậy thì anh có quyền kết hôn tại nơi của người nam, hoặc anh kết hôn tại nơi của người nữ, tất cả đều được, nhưng phải tuân theo quy định và hội đủ điều kiện tại điều 8. Quý vị và các bạn, hồi nãy điều 8 tôi cũng đã phân tích rồi, đó là những cái kết hôn là nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi, những cái điều kiện là hôn nhân tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân sự. Câu này mới là quan trọng quý vị và các bạn. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định khoản này thì không có giá trị pháp lý. Nhớ nha quý vị và các bạn, việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý. Như vậy đó quý vị và các bạn, pháp luật Việt Nam không công nhận cái việc anh làm lễ cưới tại nhà thờ. Mà tôi thì là người đạo Công giáo, theo đạo Thiên Chúa, thì cho đến thời điểm này thì Đức Giáo Hoàng cũng vẫn chưa cho phép hôn nhân mà cùng giới theo cái quy định vào cái giáo luật, theo quy định của đạo Công giáo. Và chỉ là người nam và người nữ kết hôn, và theo quy định của pháp luật
Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Cho đến tại thời điểm này thì luật Công giáo, người đạo Thiên Chúa vẫn không được phép kết hôn giữa người đồng giới. Chúng ta nói thêm một cái quan điểm. Vậy thì khi cả hai bên đã làm lễ gia tiên tại nhà thì luật Việt Nam có cấm hay không? Luật không cấm quý vị và các bạn. Các anh theo quy định của bộ luật Việt Nam, anh được có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm. Anh có quyền đến trước bàn thờ gia tiên, anh làm lễ gia tiên giữa hôn nhân cùng giới. Anh có quyền làm kết đãi bạn bè hôn nhân cùng giới tại nhà hàng. Anh có quyền quăng lên Facebook. Tuy nhiên, các anh không có quyền khi các anh không tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì đã nói rồi, việc kết hôn này chỉ được thực hiện ở xã, phường, thị trấn, nơi một trong hai người. Việt Nam không thừa nhận hôn nhân cùng giới, mà Việt Nam chỉ có một cái loại hình duy nhất, đó là đăng ký kết hôn tại ủy ban dân xã, phường, thị trấn. Quý vị và các bạn phải hiểu được những cái quy định đó để quý vị và các bạn. Tôi đã làm lễ cưới tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, trong cái quá trình mà hành nghề luật sư thì không phải là lần đầu tiên mà rất là nhiều lần. Tất cả một số, đa số là phụ nữ họ đến văn phòng, họ bảo rằng là tại sao tôi không được chia tài sản. Hồi xưa ba mẹ anh đến cưới tôi làm vợ, tôi đã làm dâu trong gia đình anh, tôi đã sinh con đẻ cái cho gia đình anh, mà tại sao tôi không có đóng góp, tôi không có công sức, tôi không được chia tài sản. Để kết thúc một cái câu chuyện này thì tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe. Nếu trong trường hợp các bạn không tuân theo quy định của pháp luật thì các bạn sẽ không được pháp luật bảo vệ. Giống như nãy tôi nói đó, nếu trong trường hợp pháp luật của Mỹ công nhận hôn nhân cùng giới thì trong cái giấy khai sinh con chung của hai vợ chồng, cho dù đó là bé đó được sinh là con nuôi, thì vẫn ghi họ và tên cha và họ là tên mẹ. Vậy thì ai là cha, ai là mẹ? Trong khi đó là không lẽ Nguyễn Văn A thì lại là mẹ sao? Thôi thì chúng ta không bàn luận đến vấn đề về giới tính. Tôi chỉ nói với cái quan điểm theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, không thừa nhận, không cấm, không thừa nhận thôi quý vị và các bạn. Trở lại cái câu chuyện của tôi rằng là hai bạn trẻ yêu nhau và gia đình cấm đoán. Khi mà hai bạn đã bỏ từ ở ngoài Bắc mà vào ở miền Nam, thì trong cái quá trình chung sống đó thì họ có một cái con chung, bé nó cũng khoảng chừng được 8 tháng. Thì đùng cái anh chồng mua vé số và trúng được 4 tờ vé số. Tại thời điểm đó thì khoảng chừng 1 tờ 1 tỷ rưỡi, 4 tờ. Thì anh cũng thương, nói sao ta, thương người yêu của mình. Và anh đã mua cho người yêu của mình toàn bộ cái nữ trang và khoảng 50 triệu. Còn lại cái số tiền anh gửi tiền về cho bà anh mua đó. Mâu thuẫn phát sinh, anh giữ hết tiền. Em gái ra hỏi: chị luật sư ơi, em được chia hay không? Thì tôi hỏi vậy chứ, giấy khai sinh có tên ba chưa? Dạ chưa chị. Em có đăng ký kết hôn hay không? Dạ chưa chị. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái câu chuyện này, tôi chỉ nói với quý vị và các bạn, pháp luật Việt Nam không cấm hôn nhân đồng giới, tuy nhiên không thừa nhận hôn nhân đồng giới. Và việc kết hôn chỉ được thực hiện ở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Và việc đó đã bằng một cái giấy chứng nhận kết hôn. Quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp không tuân theo quy định của pháp luật, giấy chứng nhận kết hôn, thì sau này trong cái vấn đề phát sinh tranh chấp giữa nhân thân, ly hôn, về con chung, về tài sản chung, thì rất là khó để tự mình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thưa quý vị và các bạn, tôi cho rằng ở Việt Nam thì phong tục Á Đông, cho nên cái việc
hôn nhân cùng giới giữa nam và nữ là và nữ, thì cũng có những cái nhìn cho đến thời điểm hiện tại thì có một cái nhìn là nhân đạo hơn. Tôi cũng có tiếp xúc một số các bạn là gọi là sinh ra trong kiếp đàn ông mà sinh ra trong kiếp đàn bà đó, thì họ vẫn có những cái sở thích, một cái đam mê mà họ bảo rằng là không có tội tình gì hết, họ có cái nhu cầu và họ phải được làm đẹp thôi. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn thì trong cái việc mà phân tích như thế này thì sẽ gặp những cái phản ứng từ phía các bạn hôn nhân cùng giới, cũng như những cái người ở bậc cao niên, cũng như các bạn trẻ hiện nay, những cái luồng phân tích rất là đa chiều. Tôi vẫn chấp nhận trong một cái chừng mực, nếu quý vị và các bạn vào comment mang một cái tính chất xây dựng, tôi sẽ giữ cái quyền gọi là giữ một số comment trong sáng. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy rằng cái việc mà mình không có đồng tình với cái quan điểm của luật sư hay không có đồng tình với quan điểm của luật, thì chúng ta chỉ có xem, không comment, với một cái mong ước là vấn đề dù đơn giản nhất, thật gần nhất trong đời sống xã hội, thông qua cái lăng kính của dân ta phải biết luật ta, truyền đạt, chuyển tải qua ngôn ngữ bình dân đến cho quý vị và các bạn. Rất mong được một cái sự đóng góp chân thành của quý vị và các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn.